Hello Quy, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình quay vườn của mình, hoa của mình cho mọi người xem. Đây là mấy chậu họ đã lấy và họ đã đưa xe xuống tận vườn mình. Họ trở về. Thì cũng là ngày hôm nay là ngày 22 tháng Chạp rồi. Thì mình hôm nay thì mình cũng gấp rút là mình chuyển hoa đi hết lên chợ hoa. Một số thì họ tới vườn lấy, còn một số thì mình giao cho họ, còn một số nữa thì đỡ lại tới ngày họ xuống tới vườn mình họ lấy. Thì cái công đoạn này là giờ là mình chỉ là lên là mình bán thôi mọi người. Cũng còn một số chậu đỡ nhà là để mình kiểm tra và mình kích nụ cho nó nữa. Như bông vàng thọ thì nó cũng vẫn chưa được nở cho lắm. Và nói chung hiện giờ thì hoa cúc của mình là cũng vừa tầm nở ra mọi người. Thì đường xe xuống nhà mình thì nó hơi hẹp cho nên trung chuyển chắc cũng phải cả ngày. Và đây thì chị xe bán tải là xuống là số của họ trở về rồi. Còn mình trung chuyển là trung chuyển bằng xe tải. Bỏ lâu cái đấy, bỏ lâu. Và giờ đây thì em đã lên xe hoa rồi đó mọi người, đã về nơi xứ người rồi. Đến lúc mà làm chậu hoa, tới thời điểm này thì mình mới yên tâm được để đi ra khỏi vườn mình. Chậu nào là mình phải chậu đó, thì mình cũng mãn nguyện và rất vui thành quả của mình. Và xin chúc mọi người đón một mùa xuân thật an lành. Và thì giờ đây thì mình cũng trung chuyển xe tải nè mọi người, lên chợ hoa. Thì cũng có chị hàng xóm vào tận vườn mình đã lựa một chậu hoa ưng ý cho mình đến để ủng hộ mình và đem về chơi xuân. Thì trong buổi sáng nay thì mình cũng trung chuyển hết toàn bộ số cúc đây. Còn những số mà chậu đỡ lại thì là họ đánh dấu đó mọi người, đánh dấu để họ để trở về, tại vì họ chưa dọn nhà cửa xong đó nên đem về nó cũng hơi vướng. Còn cũng một số thì mình nhận là mình đi giao cho họ luôn.
khúc của mình vận chuyển thì cái xe này hợp 4 chuyến, còn bạn Thọ thì buổi chiều, bạn Thọ thì bây giờ chưa lên được, tại vì mình là đi hai lô, thì mình đi bên Cúc đỡ cho nó lên trước. Thì thời điểm mà lên thì họ chỉ xem thì ít người mua lắm mọi người, họ khảo giá. Năm tháng đó mọi người, mình làm hôm gần cuối tháng 7 hay giữa tháng 7, thì cái công sức mình bỏ ra tới thời điểm này thì nói chung là cũng có thành quả của mình rồi. Nhưng mà họ làm một lượt với mình nhưng mà họ lại cao hơn, nên cúc của mình đây lên là chắc chắn là mình sẽ mất giá. Thì ở địa phương mình thì họ chơi cao là chính rồi. Thì mình do năm nay thì cũng là năm thứ hai, cũng như những video trước mình nói với mọi người mình cũng vẫn chưa có kinh nghiệm, cho nên năm nay mình mới đúc kết ra được kinh nghiệm, thì sang năm mình sẽ cố gắng và làm cho nó cao để bán được giá. Vì một cái chậu cúc như bình thường ở mình này mình bán tại vườn thì 250, cũng có chậu 200, và khi lên chợ hoa thì mình chỉ tính phí vận chuyển lên thì lên chỉ được 50 là chỉ có 250 thôi mọi người. Nhưng mà năm nay họ đắt thì mình bán giá cao thì nó cũng được, để mình bán sớm được về sớm. Còn họ thì họ lên là cái chậu của họ, chẳng hạn như mình bán 250 là họ phải 300-400 nữa, cho nên là mình mất cái lợi thế về cái độ chiều cao. Nên sang năm mình cũng cố gắng làm sao là đỡ cái cúc của mình để bán cho nó được giá. Thì nói chung năm nay thì mình làm như vậy là cũng thành công đối với mình rồi đó mọi người. Và đây là cũng chậu cúc, những chậu cúc cuối cùng rồi mọi người. Còn những chậu đỡ qua một bên này nè là họ để lại cho họ đó, mình giao sao họ có xe thì họ tới họ chở. Thì trong ngày hôm nay là mình chỉ là được ở nhà thôi, còn từ ngày mai là mình ăn ngủ với nó trên chợ hoa là cả ngày lẫn đêm rồi. Cũng tới thời điểm đó thì cũng lo lắm mọi người, tình hình kinh tế dịch bệnh mà không biết năm nay hoa như thế nào, bán buôn có được hay không. Thì hoa thì nó cao lắm rồi đó, giá thì nó cao, họ lấy lên họ bán lẻ thì nó rất là cao rồi, mà mình lên nữa thì mình bán, nói chung mình có trăm mấy chậu thì cũng phải lo chứ, tại vì là họ bán là chuyên nghiệp thứ nhất, thứ hai là chủ yếu là cái mối quan hệ mọi người, là họ nể nhau họ mua, cho dù hoa không đẹp họ nể họ vẫn lấy. Còn mình đây thì mình ít quan hệ cho nên là bán nó cũng khó khăn, mà nói chung là bán hàng thì nó cũng phải có cái duyên buôn bán, mình thì không biết có duyên hay không nữa, này lần còn nhờ người bán, cho nên là khi nào mà cái chậu hoa mà lên về tới nhà họ, ra khỏi vườn mình hay là lên chậu hoa là mình giao cho họ hết, thì lúc đó nó gọi là yên tâm, là những chuyến xe cúc đã đi hết rồi đã mọi người. Và giờ đây là cũng là 11:30 đó, thì gấp rút cũng đưa được vài chuyến lên. Trời thì hôm nay cũng tạo điều kiện cho mình đỡ lên hoa, cũng không có được nắng máy, mát mẻ đỡ cho mấy cháu và công của mình lên xe cho nó khỏe. Thì một hai chuyến nữa thì cũng xong rồi, thì lên chợ hoa thì mình chắc cũng cập nhật thông tin ít hơn mọi người, chứ cũng không có
không có thời gian để quay nhiều cho mọi người, vì mình lên mình còn chia hoa, sắp hoa, nó rất là nhiều công đoạn. Đây còn lại những chậu đấy là mình sẽ chở sau. Còn bên giàn thọ đây là nụ nó cũng còn yếu lắm mọi người, chưa buông hết, cho nên là mình ở nhà mình phải xử lý phân thuốc để cho nó ra cho kịp. Thì còn một tuần nữa mình sẽ cố gắng, nếu như mà kịp không kịp thì mình cũng đưa video lên cho mọi người coi là cái hoa này nó như thế nào nha mọi người. Thì sắp hết chuyến xe này nữa là xong rồi đó mọi người. Còn một số thì mình xử lý thì mình sẽ trung chuyển nữa sau, tại vì lô có mấy mét là không đủ. Mình hoa nó bán ngớt ngớt thì mình mới trung chuyển được. Giờ lên đỡ dày thì nó cũng hoa chưa nở, mà trên bãi mình thì sợ cái chỗ mình nó mát á, cho nên là nó cũng không buông được cái máy. Thì đây là còn lại mấy chậu sau này là mình đây đi giao cho họ nè mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nha. Ai chưa đăng ký kênh thì xin đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video của mình. Đây là tại chợ hoa này, giờ đang sắp đây nhưng mà nó mới đỡ xuống chỉ ổn thôi mọi người. Mình cũng phải sửa lại, tại vì là bán hoa thì mình phải lựa những chậu đẹp mình trưng bày thì mới họ mới biết mắt, họ mới vào họ mua được. Đỡ từ thấp lên cao. Đây bây giờ cũng chiều rồi cho nên là ai cũng mệt mỏi, là cứ để đá rồi mình từ từ rồi mình sắp xếp sau. Như lẹ cũng tới giờ nghỉ của công á, mấy cháu nó cũng mệt à. Thì có gì thì mình sẽ cập nhật cho mọi người xem tiếp hoa cúc của mình và cái chợ hoa ở huyện Mang Giang mình như thế nào nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một năm mới thật an lành. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả mọi người.